Mới đây, netizen đã chia sẻ mạnh mẽ một danh sách được cho là 310 đêm diễn mà Hồ Văn Cường đã tham dự kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2016 đến ngày 5 tháng 2 năm 2021. Bản danh sách này xuất hiện ngay sau khi nam ca sĩ trẻ nhận được toàn bộ tiền cachet cộng thêm 500 triệu đồng từ công ty của người mẹ nuôi quá cố Phi Nhung. Trong danh sách 310 sự kiện của Hồ Văn Cường theo như ghi chép bên dưới, bao gồm đêm diễn tại các chương trình âm nhạc, các chương trình truyền hình thực tế, các buổi lễ khai giảng, tiệc sinh nhật cá nhân, các sự kiện khai trương, các đêm nhạc từ thiện ở các chùa và mái ấm. Sự kiện đầu tiên mà Hồ Văn Cường nhận trình diễn theo như danh sách là sân khấu song ca cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương tại chương trình Thần Tượng Âm Nhạc vào ngày 26 tháng 7 năm 2016. Đêm diễn gần đây nhất của Hồ Văn Cường là vào ngày 5 tháng 2 năm 2021 tại Coffee Vườn An Nhiên. Đây cũng là coffee của nữ ca sĩ Phi Nhung đầu tư. Đáng chú ý, ở show diễn ngày 23 tháng 12 năm 2020, theo như danh sách cũng tại Coffee Vườn An Nhiên, phần ghi chú cho biết đây là show diễn trong tuần lễ Hồ Văn Cường phải thi. Khi hát xong hôm sau dậy không nổi nên bỏ lỡ bài thi trên trường và phải xin thi bù. Show diễn ngày 26 tháng 12 năm 2020 cũng nằm trong tuần lễ Hồ Văn Cường thi học kỳ 1 lớp 12. Liên lạc với ekip cố ca sĩ Phi Nhung để hiểu rõ thực hư về danh sách này, đại diện của cố nghệ sĩ cho biết: "Chúng tôi không đưa ra bình luận gì thêm, sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi." Câu trả lời cho thấy quan điểm rất nhất quán từ phía ekip cố ca sĩ Phi Nhung sau khi thông báo và gửi thông cáo đến truyền thông về việc đã trả đầy đủ tiền cho Hồ Văn Cường. Phía ekip khẳng định, gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi.